Chào Bến Tre mến chào yêu Thang à, hiện tại chúng tôi cũng đang đứng tại khu dân cư khu tái định cư xã Phú Nhuận nha, và hôm nay chúng tôi tiếp tục review giới thiệu đến quý vị khách hàng một căn nhà một trệt một lầu ha, rất là đẹp luôn, mới 100%. Thì đường hiện tại trước mặt quý vị cũng đang thấy nè, đó khu này hiện tại là đang rất là sơm luôn quý vị hàng, nhà cửa mọc lên thì rất là đông đúc luôn nè, đó quá trời nhà luôn đó. Vài năm nữa thì khu này sẽ kín luôn ha các bạn. Đó đây nè, mẫu nhà một trệt một lầu rất là đẹp luôn. Với tổng diện tích là 110 mét vuông, ngang phía trước tiếp giáp đường là 5 mét, có chiều dài là 22 mét, full thổ cư. Diện tích sàn là 185 mét vuông ha các bạn. Đó, full thổ cư luôn. Phía trước của chúng ta nè, đó, đây, nền xăng là cao hơn, mặt đường rất là nhiều luôn. Đường thì khỏi nói ha các bạn. Lòng và đời lề đường là rộng là 9 mét ha. Đó, có vỉa hè luôn nè. Chúng ta vào bên trong. Cửa sắt là cửa sắt 4 cánh ha. CNC hết nè. Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn nè. Vào bên trong thì tường xây dựng rất là kiên cố luôn. Hàng rào nè, bao bọc xung quanh. Nền thì được lót gạch, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Trang bị sẵn là cây phát tài luôn nè. Đó, phía trước của chúng ta nè. Cửa hiện tại là cửa nhôm xin pha lọng kính ha. Đó. Chúng ta vào bên trong. Đây. Nền thì được lót gạch đá bóng kiến nè, trần nhà thì đóng la phong thạch cao diệt cách, trang bị là đèn led ha. Đây là không gian phòng khách của chúng ta. Bên đây chúng ta có cái kệ tủ nè để chúng ta trưng bày ha. Có khung gió luôn nè. Dưới đây thì chúng ta có kệ tủ luôn. Rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Phòng khách này về đây thì chúng ta có thể là trang bị thêm bên đây chúng ta trang bị thêm một cái sofa ha, bộ sofa. Ở bên đây thì chúng ta lắp tivi cũng được nè. Có hệ thống điện nước đầy đủ ha. Giá thì chút nữa chúng tôi sẽ tiết lộ sau. Mời quý vị tiếp tục vào bên trong. Đây là không gian bếp của chúng ta nè. Hiện tại là thợ đang gắn bếp nha. Đó đây, kệ bếp. Có sẵn kệ bếp máy hút khói ha, kệ tủ dưới, kệ tủ trên, kệ bếp đá hoa cương luôn hết nha. Đây đang thợ đang lắp cái thùng mình chứa gạo ha, có lavabo rửa chén rửa rau. Đó, bên đây chúng ta có kệ chén luôn, rất là hiện đại, rất là sang trọng luôn. Bên đây thì chúng ta có một phòng vệ sinh dùng chung ha, trang bị sẵn là lavabo, bồn cầu, vòi tắm hết nha. Đó. Và đây là phòng ngủ thứ nhất của chúng ta. Cửa vẫn là nhôm xin pha lọng kính ha. Bên đây là phòng vệ sinh. Đó, kết hợp phòng sẵn phòng vệ sinh nha. Cửa nè. Kính cường lực khách hàng. Có trang bị sẵn là labo nè, bồn cầu, vòi tắm nước nóng luôn ha, rất là hiện đại luôn nè. Có phòng tắm riêng biệt ha. Và đây là không gian chúng ta bố trí phòng ngủ ha. Phía bên hông của chúng ta nè có cửa ha. Bên đây thì chúng ta tận dụng phơi đồ rồi ha. Đó. Đây là chừa chỗ sẵn lắp máy lạnh luôn nè. Trần nhà vẫn là đóng la phong thạch cao diệt cách ha, trang bị đèn led. Chúng ta tiếp tục lên lầu ha. Đây tay vịn của chúng ta nè. Đó. Kính cường lực nè, bậc thang thì đá hoa cương luôn, rất là dày luôn nè quý nhà. Đây chúng ta tiếp tục lên trên. Lên trên phần phía đây thì chúng ta có giếng trời nè. Đó, để lấy ánh sáng ha, hai bên. Phần phía đây thì chúng ta làm cái phòng khách ha. Đó. Chúng ta có cái kệ trưng bày nè. Nó rất là bắt mắt luôn, rất là sang trọng. Nhựa giả gỗ hết nha. Và đây là phòng ngủ thứ hai nè. Phòng ngủ thứ hai cũng vẫn là kết hợp phòng vệ sinh luôn hết nha. Đây phòng vệ sinh của chúng ta nè. Đây, có labo, bồn cầu, vòi tắm luôn ha. Đó. Đây, kính cường lực nè. Đó, rất là sang trọng luôn.
Và đây là không gian phòng ngủ. Phía bên đây chúng ta vẫn là chừa lối bên hông ha. Đó, chúng ta lấy gió lấy ánh sáng ha. Rất là sang trọng. Căn nhà vẫn là đóng la phong thạch cao diệt cấp ha. Có chừa sẵn chỗ lắp máy lạnh luôn. Chúng ta tiếp tục qua phòng ngủ thứ ba. Đây, phòng ngủ thứ ba của chúng ta vẫn kết hợp là phòng vệ sinh luôn. Đó, lavabo, bồn cầu, vòi tắm đầy đủ luôn nha các bạn. Đây, không gian này chúng ta cũng có thể là ngủ hoặc chúng ta cũng có thể tận dụng làm phòng thờ luôn. Chúng ta có lan can ở phía trước luôn. Đây, lan can của ở phía trước của chúng ta nè. Đó. Rất là nhiều ngôi nhà đang mọc lên ha quý hàng. Hôm nay thì chúng ta có trang trí thêm một cây phát tài ha. Đó. Mẫu nhà thiết kế rất là đẹp, rất là sang trọng và rất là trẻ trung luôn ha. Và giá rao bán của căn nhà này là 2.300.000.000 ha quý hàng. Đó. Nếu mà quý vị khách hàng mua chúng ta có sẵn 700.000.000 thì được hỗ trợ vay ngân hàng đến 1.600.000.000 ha. Đó. Rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Nếu mà quý vị khách hàng có tài chính 700 thì chúng ta có thể là mua trả trước 700.000.000, còn phần còn lại thì vay vốn ngân hàng trả góp ngân hàng. Đó. Trực thuộc là khu tái định cư xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ha. Mấy video trước thì chúng tôi đã giới thiệu trong bán kính là tầm 2,5 km thì chúng ta đầy đủ các tiện ích rồi, gần chợ, gần trường học các cấp nè. Quý vị khách hàng xem review cảm thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu của mình, muốn xem, muốn mua thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Vâng, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.